xuống nó đi. Rồi cái này cái cuối là hết nha cô chú gì. Còn cá trôi không? Cá trôi. Cá mè Vinh. Đây là cá mè Vinh nha cô chú anh chị. Còn đây là cá phi. Còn đây là cá trôi. Cá rửa từ từ từ. Đây là cá chép nha cô chú anh chị. Chép đều ra không? To không á? Mày đứng giữ cái rổ vậy không, cá chép nó văng ra. Còn cá chép không mấy anh ơi? Còn, đây. Chép bầu lên, đấm này. Đây là hả Nam? Ơi, siêu lên. Siêu hụt. Ồ. Nè, cẩn thận Nam ơi. Cái núi này. Còn là cá trôi không cô chú gì ạ? Quá trời luôn. Cái cuối cùng ngày hôm nay là cá trôi không? Đủ nha Cường nha. Dạ. Còn đây là cá cha nha cô chú nhìn. Ây da, ây da, ây da. Cường đang giữ rổ quá cô chú nhìn. Ui con cá gì vậy? To vậy? Trời ơi con này chắc 6kg à. 7kg. Ui giời ơi. Còn 7kg lên. Con cá dồ ghém nha cô chú nhìn. Quá khủng luôn à. Còn nó làm ăn không bỏ luôn. Thả ra nước sâu cho to nữa. Nó đẻ đầy ao. Trong nó thật tinh luôn. Nó đẻ đầy ao. Không nó đẻ đâu. Rồi lên, cá tra.